và chúng ta chuyển qua nói tới những cái thông tin nổi bật liên quan đến Coinbase đi đây là một trong những đề tài tôi nghĩ là nhiều bạn cũng rất muốn biết đó chính là chúng ta có một cựu giám đốc sản phẩm Coinbase à, đã bị bắt và bị bắt tôi nhớ là chung với loại người em người này bị bắt ngay tại sân bay thì tại phía Bắc tại vì đó là bị cáo buộc đóng vai trò trong một kế hoạch giao dịch nội bộ thì điều này nghĩa là sao điều này có nghĩa là chúng ta đã nhớ đó trước đây bây giờ hiệu ứng này cũng còn nhưng mà đã ít hơn nhưng mà có một cái hiệu ứng trong những crypto đó có tên là hiệu ứng Coinbase mỗi lần một một đồng nào mà được list trên Coinbase thì giá sẽ pump mạnh tại vì trước đây đã Coinbase có rất là ít đồng các bạn đã nhớ là năm 2017 18 lúc đó Coinbase chỉ có là 4 5 đồng mà thôi những đồng lớn như là Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin rất ít đồng cho nên mỗi đồng nào mà được lên trên Coinbase thì giá pump rất là mạnh và điều đó là một cái điều mà chúng ta cũng đã biết đến với cái tên là hiệu ứng Coinbase nhưng mà có một điều nhiều người cũng nhận ra được là mỗi lần mà Coinbase ra thông báo là đồng nào list trên sàn Coinbase thì trước khi ra thông báo đó đã có dấu hiệu là hầu như ai đó đã mua sẵn đồng đó rồi có nghĩa là giá cả đồng đó đã có cái sự thay đổi trên thị trường tại vì có nhu cầu tự nhiên lớn hơn rồi sau đó có thông tin Coinbase thì giá lại tăng vọt lên và có thể là người đó lại chúc lời ở trên sàn Coinbase Đây là những cái sự cáo buộc mà chúng ta đã từng nghe nói tới nhiều rồi Nhưng mà chúng ta hoàn toàn là không có bất cứ bằng chứng nào Nhưng mà nhiều người nghĩ là có thể là ai đó tiết lộ thông tin nội bộ Cho người thân của họ Cho người thân của họ đi mua những đồng này rồi kiếm lời Nhưng mà chúng ta cũng đã biết cuối cùng đó là đã có người đã bị bắt Vì cái lý do này đó chính là cựu giám đốc sản phẩm của Coinbase Và dựa theo SEC đó thì họ nói là đây không phải là người duy nhất đâu Bây giờ họ tới chính những cái sự kiện tương tự là họ sẽ từ từ thực thi những cái sự kiện này. Đây là sự kiện đầu tiên trong chính sự kiện đó mà thôi. Tôi nghĩ là cái thông tin này cũng không làm cho nhiều bạn bất ngờ đâu. Nhiều bạn cũng đã có cái suy nghĩ này trước đây rồi. Và đây cũng là một đề tài được nói đến ở trong thị trường tài chính truyền thống, không phải chỉ riêng crypto đâu. Các bạn đã nhớ là hôm qua đó, tôi có chia sẻ đó là có một cái đề xuất đây là một cái dự luật mà muốn đưa 50 tỷ đô la để cho những công ty ở Hoa Kỳ có thể phát triển làm những con chip semiconductor đó như là các bạn cũng đã biết rồi. Thì những con chip này đó là hiện giờ là phần lớn làm ở Đài Loan nhưng mà bây giờ đó là Hoa Kỳ muốn tự làm cho nên cần phải đưa tiền cho một số những cái công ty ở đây để họ có thể là phát triển cái ngành này. Và các bạn đã nhớ là hôm qua đó cái dự luật này đã được thông qua bởi Thượng Viện, kế tiếp đó là cần phải được thông qua hạ viện rồi ký mới thành luật và chúng ta cũng đã thấy được là Nancy Pelosi nghĩa là chủ tịch Hạ viện hôm nay đã cũng đã ra thông báo gì? Đó chính là Nancy Pelosi sẽ ủng hộ cái dự luật này. Và đây là một trong những cái đề tài mà bây giờ nhiều người nói đến tại vì có nhiều người đó hỏi Nancy Pelosi là tại sao mà chồng của Nancy Pelosi đã đã mua bây giờ bước tính là khoảng từ 1 cho đến 5 triệu đô la cổ phiếu Nvidia. Đây là một con số không hề nhỏ. Và sau đó thì Nancy Pelosi lại nói à, là ủng hộ cái à, dự luật để mà đưa cái số tiền này à, cho công ty. Để có thể là phát triển những cái con chip đó. Thì có phải là giao dịch tấy thông tin nội bộ hay là không? Thì thường không có muốn cáo cuộc ai hết. Đây chỉ là sự kiện rất lớn mà đang được nói tới. Và thôi, tại vì chúng ta cũng có nhiều những cái nghi vấn. Đây chúng ta thấy được là dựa theo thông tin này đó thì ngày 17 tây tháng 6 à, đã mua con số khoảng từ 1 cho đến 5 triệu đô la cổ phiếu Nvidia và ngày 17 tháng 6 đó chính là lúc đó giá của Nvidia là khoảng 158 đô bây giờ là khoảng 176 đô thì cũng đã có cái sự tăng trưởng rồi và nhiều người nói là khi mà Nancy Pelosi đã chủ tịch Hạ viện nói là ủng hộ cái dự luật à, đưa 50 tỷ này những công ty để mà phát triển những con chip đó thì số tiền này mà một phần đi vào cho mình Nvidia thì có thể thấy được là cổ phiếu cũng có thể có cái sự tăng trưởng có phải là Nancy Pelosi đã biết trước rồi cho nên mà mới, mới kêu chồng của mình à, mua cổ phiếu của Nvidia hay là không thì chúng ta đương nhiên là không biết được và đương nhiên Nancy Pelosi đó thì à, hoàn toàn là chối bỏ là có cái việc này nhưng mà một trong những điều mà đã nhiều năm người ta biết đó là chúng ta có thể nhìn thấy à, trên màn hình thì đối với lại cái chức là chủ tịch hạ viện đó, thì lương một năm của Nancy Pelosi đó là 210.000 đô thì thấy nhiều bạn nghĩ là lương mỗi năm 210.000 đô thì rất là nhiều nhưng mà thật ra cũng không phải đâu các bạn lương 210.000 đô à, nếu như các bạn giống như sống ở Cali đó thì cũng là một cái mức lương mà hoàn toàn là có thể có cho những người mà đi làm giống như bạn thân thường chứ không phải là chỉ có thể làm việc cho chính phủ mới có đâu con số này tuy là nhiều nhưng mà không phải là nhiều như các bạn nghĩ nhưng mà các bạn có biết là Tổng tài sản của Nancy Pelosi là bao nhiêu hay là không? Tổng tài sản của Nancy Pelosi đó là tới 135 triệu đô la. Các bạn có nghĩ đi, một người mà lương một năm chỉ có 210.000 đô mà tổng tài sản tới 135 triệu tính riêng, Nancy Pelosi không có, không có tính chồng của Nancy Pelosi. Thì đương nhiên, có tiết kiệm cấp mấy đi nữa đó thì cũng không ai nào mà tiết kiệm được tới 135 triệu đô la. Cho nên nhiều người nói là Nancy Pelosi phải là một trader cực kỳ tài năng và cũng có nhiều cái người đã theo dõi sự kiện này đã từ lâu giống như đây là trang web uh, unusualwells com thì chúng ta có thể được là đây là thống kê năm 2020 không phải là mới nhất nhưng mà đây là thống kê được chia sẻ bởi Unusual Wealth à, nói là chúng ta nhìn vào những cái à, nghị sĩ ở hạ viện và cái số lượng giao dịch chứng khoán thì chúng ta có thể thấy được là cũng rất nhiều người chứ không phải là chỉ riêng một mình Nancy Pelosi đâu nhưng mà rất rõ ràng là chúng ta thấy Nancy Pelosi là người mà có cái khối lượng giao dịch nhiều nhất rất là giao dịch nhiều những cái chứng khoán và chúng ta có thể nhìn bên dưới này đó là chúng ta nhìn vào cái sự lợi nhuận có được từ option của Nancy Pelosi, từ stock của Nancy Pelosi và trung bình thì hoàn toàn cao hơn là những chỉ số như là S&P 500 hay là chỉ số Dow Jones để chi tiết hơn đó chúng ta có thể thấy được là trong một năm thì cổ phiếu của Nancy Pelosi tăng 45,59% và option nghĩa là quyền được mua và quyền được bán đó thì uh, tăng 66,7% trong khi mà một năm tốt của S&P 500 đó, năm tốt nhất đó chỉ tăng có 36% mà thôi. À, và nhiều người cũng đưa ra những cái dẫn chứng là có thể là cái sự trùng hợp nhưng mà làm sao mà trùng hợp dữ như vậy. Giống như là trước đây đó đã có nhiều lần Nancy Pelosi đã mua được những cổ phiếu như là Tesla hay là Disney. Trước khi mà có những cái gói à, hỗ trợ kinh tế lúc mà dịch bệnh xảy ra đó thì trước khi mà gói hỗ trợ kinh tế à, được tung ra à, là đã được à, thông qua quốc hội thì chúng ta hiểu là lúc đó Nancy Pelosi đã mua những cổ phiếu như Tesla, Disney trước đó rồi và đương nhiên bây giờ người ta nói là Nvidia cũng như vậy. Trước khi mà cây dự luật được thông qua liên quan tới sản xuất chip ở Hoa Kỳ, thì Nancy Pelosi, và chồng của Nancy Pelosi đã mua và đây cũng là một cái thuyết được chia sẻ ở trên uh, Twitter đó là chúng ta nhìn vào những cái nhà đầu tư nổi tiếng trên thế giới đi chúng ta thì được là waterclass Kloss thì có cái sự tăng trưởng 15.3% năm 2021. Bill Ackman thì lời 16.9%, Warren Buffett thì lời 20%, George Soros lời 20%, Peter Lynch 29%, cái quỹ đầu tư nổi tiếng Medallion Fund là 66%, và Nancy Pelosi lời tới 69% lần. Đương nhiên đây chỉ là những thông tin thường muốn chia sẻ với các bạn tại vì đây là thông tin lớn ngày hôm nay. Chứ còn thật sự Nancy Pelosi có phải là dùng thông tin nội bộ để mà trade không thì chỉ có bà ta biết mà thôi Bây giờ vẫn chưa có bất cứ dẫn chứng nào cho thấy đây là sự thật Nhưng mà cái sự trùng hợp thì thật sự là rất trùng hợp luôn Và có nhiều người nói giỡn là trên phố Wall đó chỉ cần là đi theo Nancy Pelosi là kiếm ăn được rồi Tại vì Nancy Pelosi là một trong những trader tài năng Chúng ta bây giờ trở lại với lại SEC đi Tại vì SEC không những là hôm nay đã đưa cái thông tin là có cái cụ giám đốc của Coinbase liên gián đến cái chuyện là giờ nội bộ SEC cũng liệt kê chính token ở trên sàn Coinbase và họ nói đây là những cái token chứng khoán cho nên chúng ta có những đồng như là Ample 4 và những đồng khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình thực ra cũng không mới đồng những đồng này đâu các bạn những đồng này nhìn cũng rất là lạ sau này đó thì Coinbase list quá nhiều đồng cho nên cái sự việc là liên quan đến đồng nào lên Coinbase thì giá tăng đó cũng đã giảm xuống rồi nhưng mà chúng ta có thể thấy được là những năm này đó Tuy là đã bị liệt vào chứng khoán theo cái lời chỉ trích của SEC Nhưng mà chúng ta nhìn vào giá cả thì những năm này cũng không có sự thay đổi nhiều đâu Ngoại trừ có ba đồng là đồng LCX, đồng DFX và đồng Chrome là ba đồng mà có cái sự đi xuống nhiều Giống như là khoảng 6% hay là 10% những năm khác thì cũng giống như thị trường mà thôi Nhưng mà đây là một trong những lần hiếm hoi mà SEC gọi tên token nào là chứng khoán Và khả năng nên tôi nghĩ là sẽ bị delist nhiều sang Đương nhiên À, tổng trưởng lý của Coinbase như là người đứng đầu cái bộ phận pháp lý đó thì nói là không có chuyện là Coinbase list token liên quan đến uh, cổ phiếu và không đồng ý với nhận định này của SEC và nói là trong cái cuộc điều tra này đó là có hai đơn vị một đó là bộ tư pháp như là DOJ còn hai đó là bộ chứng khoán của Hoa Kỳ là SEC cùng nhau điều tra và Coinbase cũng đã hợp tác nhưng mà bộ tư pháp thì không nói gì hết mặc dù họ cũng đã nhìn thấy những cái token này nhưng mà họ không nói gì hết nhưng mà SEC à, thì lại nói đây là những cái token chứng khoán cho nên à, Coinbase không đồng ý thì có phải là sẽ có một cái sự kiện tranh chấp xảy ra giữa Coinbase về SEC hay không chúng ta vẫn chưa có hiểu nhưng mà bây giờ đây là thông tin mới nhất mà thường muốn chia sẻ với các bạn nếu như thuận đồng nhà đầu tư mà thằng lưu trữ những đồng này là thường nghĩ là cái rủi ro nó có thể là cao hơn à, là cái tiềm năng của những đồng này hiện tại Thuận thì đương nhiên sẽ không có lưu trữ những đồng này đây là ý kiến của thuật mà thôi. Nhưng mà nào à, mà đầu tư như đồng này đó thì có thể à, tự tìm hiểu và đưa ra ý kiến cho bản thân của mình. Ngoài trên đây ra thì chúng ta cũng có thể thấy được SEC cũng khá là bận rộn đối với là crypto. Thì à, SEC đó đã nói gì liên quan đến những sự kiện gần đây? Có phải là họ sẽ cấm những cái công ty như là Voyager hay là Celsius hay là BlockFi hoạt động hay là không? Đây là những công ty mà à, đưa ra những cái sản phẩm mà người ta gửi để mà lấy lại đó có phải SEC sẽ cấm hay không thì không phải SEC nói là chuẩn bị để mà ra những cái luật rõ ràng hơn à, để à, những sản phẩm này đó là được quản lý một cách chặt chẽ và có những cái chức năng để mà bảo vệ những nhà đầu tư tốt hơn là hiện tại Tôi nghĩ đây cũng là điều mà chúng ta muốn thấy tại vì trước đây SEC đã cứ hù nhưng mà cứ thờ không có chịu đưa ra luật. Bây giờ đã có chuyện lớn xảy ra rồi thì à, có thể SEC cần phải nhanh chóng hơn đưa ra luật chỉ cần chúng ta có lực thì thị trường này sẽ phát triển mạnh giống như là chúng ta thấy được là ô tô thì xưa không có phát triển cho đến khi nào mà có lực giao không thì lúc đó nghe ô tô nó mới phát triển tại vì có lực thì uh, tất cả nó sẽ rõ ràng hơn và an toàn hơn và thu thêm nhiều hơn vào trong thị trường này chúng ta có thể thấy được là có một câu hỏi cho chủ tịch của SEC là Jerry Jansler đó là nghĩ sao về việc là những cái quỹ về hưu như là 41 k đó cho người ta đầu tư vào crypto thì um, SEC không có nói rõ về cái cảm nghĩ của mình, chỉ nói là những cái đồng crypto đó thì vẫn là một trong những cái mảng đầu tư rủi ro cao nhưng mà đó cũng không hẳn là không cho phép người ta đầu tư, chỉ nói được là có thể là cần phải đưa ra những cái cảnh báo rõ ràng để cho người mà đầu tư vào hiểu rõ hơn chứ không phải đó là không cho. Chúng ta còn một số những thông tin nhỏ khác thường muốn chia sẻ với các bạn Thì có một cái cuộc phỏng vấn đó, ngày hôm nay thì chúng ta thấy được là trong cuộc phỏng vấn này đó, thì cũng hỏi về cái hệ thống Curve Curve là một hệ thống DeFi các bạn cũng đã biết rồi à, Thì chừng nào mới có một cái stable coin một đồng ổn định giao thức trên hệ thống Curve thì à, chúng ta hay được là hệ thống cơ thì nói là có thể là sẽ có một đồng ổn định nhưng mà sẽ là một đồng ổn định là có bảo chứng có nghĩa là giống như là đồng đai à, cần phải đưa tài sản vào và tài sản nó phải có giá trị cao và có thể là lấy những đồng ổn định giá trị tương đương với một phần của tài sản đó mà thôi để mà bảo vệ mạng lưới thì đây là cái thông tin mới nhất à, được à, chia sẻ bởi cơ không phải họ sắp sửa có một cái stablecoin cho thức hay là không thì chúng ta chờ mới biết được và hôm nay chúng ta nghe nói thêm một nạn nhân của sàn Celsius à, đây là một cái quỹ lương hưu ở Canada à, một cái Canadian Pension Fund và cái quỹ này đó đã đầu tư 150 triệu đô la vào Celsius à, và đương nhiên bây giờ Celsius đã, đã khai chapter 11 người ta bảo vệ phá sản không biết là họ à, sẽ như thế nào nhưng mà dựa theo thông tin á, Thì cái quỹ này nói là Cái số lượng đầu tư vào 150 triệu này Thật ra là một cái số lương tiền Mà không đáng kể cho cái quỹ này Cho nên cũng không phải là một cái sự kiện Mà sẽ khiến cái quỹ lương hưu này Gặp rắc rối về tài chính Và thông tin kế tiếp Thì muốn chia sẻ với các bạn đó Là chúng ta hãy thấy được Là cái ứng dụng crypto.com Đã có cái chức năng cho người dùng Sử dụng Google Pay Để mà mua crypto trực tiếp Trên ứng dụng này Nhưng mà cái chức năng này sẽ có mặt vào tuần sau. Và cuối cùng là một cái thông tin mà chúng ta cũng đã khá quen thuộc uh, trong những lúc như thế này đó chính là lại có thêm một công ty sa thải nhân viên lần này đó là một công ty trong thị trường crypto chúng ta rất quen thuộc đó chính là Blockchain.com đã sa thải 25 nhân viên vì tình hình thị trường uh, không tốt cũng như là họ nói họ cũng thua lỗ từ 3 Arrows Capital. Và đây tất cả những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này và ngày mai đó thuận bận một số công việc cho nên sẽ không có video và những người nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng capital thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm hiểu những ưu đãi như là có bạn có thể nhận được bonus hay là nhận được giảm phí giao dịch lên tới 20% khi mà tham gia vào những sàn lớn và những thông tin chi tiết thì bên dưới cái video này và một lần nữa cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem video ngày hôm nay và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn Yo. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a